Sáng ngày 5 tháng 10, hầm chui Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội đã chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vành Đai 3. Các phương tiện tham gia giao thông đường bộ đi theo hai chiều trên nút giao hầm chui Lê Văn Lương, Vành Đai 3 theo hướng đường Lê Văn Lương đi Tố Hữu và ngược lại. Cấm các xe thô sơ và người đi bộ, các loại phương tiện có chiều cao quá 4,75m đi qua hầm chui. Người đi bộ và các phương tiện trên lưu thông qua khu vực nút giao trên hầm chui theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định. Đối với khu vực trung tâm nút giao Khuất Duy Tiến, các phương tiện lưu thông trên đường Khuất Duy Tiến không được phép rẽ trái đi Lê Văn Lương hoặc Tố Hữu. Các phương tiện đi theo hướng đi thẳng qua nút giao, quay đầu tại hai điểm mở giải phân cách trên đường Khuất Duy Tiến và rẽ phải đi Lê Văn Lương hoặc Tố Hữu. Các phương tiện từ Lê Văn Lương, Tố Hữu đi đường Khuất Duy Tiến lưu thông qua khu vực nút giao theo hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông theo quy định. Tổ chức làn dành riêng cho xe buýt nhanh BRT trên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu theo hiện trạng trước khi thi công hầm chui